Chào mọi người, hôm nay xin giới thiệu cho một người cho mọi người biết cái thước lấy gốc ha, gọi là cây gốc đó. Đấy, cây cây gốc này nó có công dụng là chúng ta để lấy cái gốc nha. Hàng này của hàng TTB nha mọi người đó. Ví dụ chúng ta cần lấy một cái gốc gì đó thì ta dùng thước này. Đây, chúng ta cần lấy một cái gốc một cái gốc vuông hay gì đó ha, thì mình copy cái gốc á. Đó thì nó siết lại, đó siết lại lấy góc này mà ta vẽ thôi ha. Đó, cái này gọi là cây gốc đó. Thiết kế này làm bằng nhôm, này là bằng thép, này là bằng thép. Thì tôi thấy thằng này cũng dạng như chất liệu không có đẹp cho lắm, nó làm không có đẹp cho lắm. Nói chung thiết kế đủ đủ chúng ta xài thôi. Trong cái ngành gỗ ngành gì đó thì chúng ta cần lấy góc của cái cạnh đó thì chúng ta lấy góc ha. Thước này có giá là 95 ngàn ha mọi người. Đang lấy góc này gọi là cây góc đó. Nhưng chúng ta cần đo cái góc gì á, chúng ta cặp lấy cái góc hay là lấy chuẩn cái góc là chúng ta đi vẽ thôi. À, đầu hoàng mỹ nó không có đẹp cho lắm, thấy nó đầu sừng sùi cũng cao nhưng mà cái chức năng nó chỉ lấy gốc thôi ha. Rồi mọi người có nhu cầu mua hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên trên ha. Rồi cảm ơn mọi người.